Inter Miami chính thức vào chung kết US Open Cup. Inter Miami có chuyến làm khách cho trận bán kết US Open Cup 2023. Huấn luyện viên Tata Martino vẫn để Messi, Busquets và Alba đá chính, nhưng Leonardo Campana đá cắm thay vì Josep Martinez. Trận đấu khởi đầu khá chậm và Cincinnati mới là những người nắm giữ thế trận. Đến phút 18, Cincinnati đã cụ thể hóa được áp lực của mình bằng bàn mở điểm của Acosta. Bị dẫn bàn, Inter Miami vùng lên tấn công, nhưng hiệu quả từ những pha hãm thành vẫn là con số 0. Không tìm được bàn sang một cách biệt, Messi và các đồng đội thậm chí còn bị nới rộng cách biệt thành hai bàn ở đầu hiệp 2 với pha lập công của Vazquez. Nhưng rồi giữa lúc kịch cảnh nhất, phẩm chất thiên tài và gánh team siêu hạng của Messi đã phát tiết. Leo tạt bóng chuẩn xác để Campana đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 68. Cảm xúc bùng nổ đến ở những phút bù giờ cuối cùng, lại là M10 với quả rót bóng thượng hạng để Campana đánh đầu gỡ hòa đầy kịch tính cho Miami. Bước sang hiệp phụ, mỗi bên có thêm một bàn thắng nữa, tỷ số là 3-3 sau 120 phút chính thức. Đến lượt lần lưu thì Messi và các đồng đội đã chứng minh được bản lĩnh và đánh bại được Cincinnati với tỷ số 5-4. Với kết quả này, Inter Miami chính thức bước vào chung kết của US Open Cup và sẵn sàng chinh phục danh hiệu cao quý thứ hai trong vòng ít tháng. Ronaldo bị lên án vì hành động khó tin. Dù không ghi bàn nào trong trận Al Nassr đánh bại Shabab Al Ahly 4-2 ở vòng playoff AFC Champions League, Ronaldo vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Lý do là bởi CR7 vừa chửi thề, vừa có cử chỉ cho thấy dường như anh muốn trọng tài tước bàn thắng của đồng đội. Khi Talisca thực hiện cú đánh đầu nâng tỷ số lên thành 3-2, Ronaldo bỗng dưng giơ tay và nhìn về phía trọng tài biên như để báo hiệu đồng đội của anh đã rơi vào thế việt vị. Khoảnh khắc này diễn ra rất nhanh nhưng vẫn được camera ghi lại. Bình luận về hành động độc lạ của siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha, một tài khoản Twitter cho biết: "Tin được không, Ronaldo đang yêu cầu trọng tài thổi việt vị Talisca khi Al Nassr có bàn thắng ở phút cuối." Cũng ngạc nhiên không kém là tài khoản với ý kiến: "Những gì Ronaldo vừa làm khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Anh ta ghen tị với đồng đội ngay cả khi Talisca ghi bàn giúp đội nhà vượt lên." Trước đó, CR7 đã để lại ấn tượng xấu khi hầm hầm rời sân lúc hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao. Quá thất vọng vì cho rằng trọng tài không cho Al Nassr hưởng hay có penalty rõ ràng, CR7 đã hét to về phía trọng tài rằng: "Tỉnh lại đi, đồ chết tiệt." Sau đó, cầu thủ sinh năm 85 từng đá cho MU và Real này còn đẩy mạnh vào người một nhân viên đeo thẻ của AFC đang cố gắng chụp ảnh tự sướng với ảnh. Tấm băng đội trưởng của Mbappe bị tẩy chay. Là ngôi sao số 1 của câu lạc bộ, nhưng Kylian Mbappe chỉ đứng thứ 4 trong cuộc bỏ phiếu kín bầu đội trưởng PSG trong mùa giải 2023-2024. Theo tờ RMC Sport, cầu thủ PSG đã bỏ phiếu kín để chọn thủ quân cho mùa giải mới. Kết quả là trung vệ Marquinhos tiếp tục giữ vai trò này nhờ số phiếu cao nhất. Người có số phiếu cao thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Danilo Pereira, rồi trung vệ Presnel Kimpembe. Mbappe từng có nhiều lần đeo băng đội trưởng của PSG, thường xuyên nhất ở cuối mùa giải trước. Báo chí Pháp từng cho rằng mang băng thủ quân câu lạc bộ là một trong những điều kiện Mbappe đưa ra với PSG để gia hạn hợp đồng vào mùa hè 2022 khi có tin anh muốn chuyển đến Real. Hiện tại tương lai của Mbappe chưa rõ ràng. Hồi tháng 6, anh từng tuyên bố không ký mới với PSG dù chỉ còn một năm hợp đồng. Điều này đồng nghĩa là Mbappe có thể tự do ra đi vào mùa hè năm sau. Không muốn mất trắng ngôi sao số 1 câu lạc bộ, người từng khiến họ bỏ ra 200 triệu đô la Mỹ để đưa về từ Monaco năm 2018, PSG giao bán Mbappe. Ngày 13 tháng 8, PSG thông báo Mbappe trở lại đội 1. Theo tờ Sky Sport, đây là tín hiệu cho thấy cầu thủ 24 tuổi có thể gia hạn với PSG mùa hè này. Thông tin ngày càng có cơ sở khi tiền đạo 24 tuổi được tung vào sân ở trận hòa Toulouse 1-1 ở vòng 2 Ligue 1. Trận này Mbappe ghi bàn thắng duy nhất cho PSG trên chấm 11m. Ronaldinho sắp phải ngồi tù. Cựu danh thủ người Brazil Ronaldinho đang đối mặt với nguy cơ bóc lịch khi bị tố cáo lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư với số tiền thiệt hại lên đến 56,5 triệu euro. Theo tờ Nhật báo O Globo mới ra cách đây không lâu, Rovell bị cáo buộc có hành vi gian dối và lừa đảo với hàng ngàn nhà đầu tư khi đứng ra huy động vốn cho công ty 18K Ronaldinho. Theo lời quảng cáo ban đầu, đây vốn là một thương hiệu đồng hồ thể thao với nhiều sản phẩm đồng hồ và đồ trang sức được lưu hành ở Mỹ. Đáp trả lại từ luật sư của Rovell khẳng định trên thực tế, Ronaldinho cũng là nạn nhân của công ty đó. 18K Ronaldinho rõ ràng là sử dụng hình ảnh và tên của anh ấy một cách bất hợp pháp mà không có sự cho phép. Luật sư của cựu danh thủ Barca nhấn mạnh, Ronaldinho luôn tôn trọng pháp luật và sẵn sàng hợp tác toàn diện. Tuyên bố là thế, song Ronaldinho đã trốn tránh khi được triệu tập, tới mức cảnh sát thông báo sẽ dùng vũ lực để đưa anh ta đến khai báo.
Trước đó cũng chính Rover đã trở thành tâm điểm của vụ bê bối sử dụng hộ chiếu giả để ra nhập cảnh vào Paraguay vào năm 2020. May mắn thoát án phạt 5 năm tù sau khi buộc tội làm giấy tờ giả hộ chiếu. Rover và anh trai Roberto de Assis đã bị giảm án xuống còn 6 tháng và nộp phạt gần 200.000 euro. Với Ronaldinho, nhà vô địch World Cup 2002 đã có trải nghiệm cay đắng khi phải kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình trong khuôn viên nhà tù tại Asunción, Paraguay. Giờ đây cánh cửa nhà tù đang lại mở toang ra khi Ronaldinho bị tố cáo lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư tại Brazil. Mason Greenwood khoa áo tuyển Jamaica. Mason Greenwood bị MU đình chỉ thi đấu vào tháng 1 năm 2022 sau những cáo buộc hành hung và bạo lực tình dục với bạn gái. Mọi cáo buộc chống lại Greenwood đã được hủy bỏ vào tháng 2, nhưng Quỷ Đỏ đã tiến hành cuộc điều tra riêng và hiện đã quyết định chia tay tiền đạo này. Greenwood cũng đã nói lời chia tay đội bóng. Hiện MU đang hỗ trợ cầu thủ sinh năm 2001 trong việc tìm kiếm đội bóng mới. Anh có thể tới Italia, châu Á hoặc Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng. AS Roma của Jose Mourinho là một trong những đội bóng lớn sẵn sàng ký hợp đồng với cầu thủ 22 tuổi. Ở cấp độ đội tuyển, Greenwood đã từng khoác đội tuyển Anh một lần. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gareth Southgate đã không triệu tập cầu thủ này kể từ khi anh bị bắt và bị buộc tội. Theo tờ Daily Mail, Jamaica hiện đang nỗ lực để hy vọng Mason Greenwood sẽ chơi cho đội tuyển bóng đá nam của quốc gia mình. Mặc dù sinh ra tại Brentford, nước Anh, nhưng Greenwood đã đủ điều kiện thi đấu cho đội bóng ở Trung Mỹ vì anh là người gốc Jamaica. Các quy định của FIFA cho phép Greenwood chuyển đổi đội tuyển từ tháng sau, với điều kiện Jamaica phải đưa ra cách tiếp cận chính thức. Jamaica trước đây đã cố gắng thuyết phục Greenwood chọn họ thay vì tuyển Anh, nhưng tiền đạo này đã quyết định gắn bó với Tam Sư, ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2020. Erik Ten Hag chỉ xếp sau Pep Guardiola ở thống kê ấn tượng. Mùa giải đầu tiên của Erik Ten Hag ở MU diễn ra khá thành công. Quỷ Đỏ xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, qua đó giành vé tham dự UEFA Champions League. Đội chủ sở Old Trafford cũng kết thúc chuỗi 6 năm không giành hiệu bằng cách vô địch Cúp Liên đoàn Anh. Chưa thể giúp MU cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng rõ ràng những gì Ten Hag làm được vẫn xứng đáng nhận những lời khen ngợi. MU hiện giành 3 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên ở Premier League mùa này. Họ thắng 1-0 trước Wolverhampton và thất bại 0-2 trên sân của Tottenham. Thống kê từ BBC cho thấy, MU đã giành được 78 điểm sau 40 trận đầu tiên dưới thời của huấn luyện viên người Hà Lan. Khi so sánh với các huấn luyện viên hiện tại ở Premier League, chỉ Pep Guardiola là có kết quả tốt hơn. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tích lũy được 82 điểm sau 40 trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh với Man City. Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đứng thứ 3 trong danh sách với 71 điểm, trong khi Mikel Arteta giành được 63 điểm với Arsenal. Trước đó, Ole Gunnar Solskjaer giành được 68 điểm sau 40 trận đầu tiên với Quỷ Đỏ. Tại vòng 3 Ngoại hạng Anh 2023-2024, MU sẽ trở về sân nhà đón tiếp Nottingham Forest. Quỷ Đỏ đang hướng đến một chiến thắng để khẳng định thất bại trước Tottenham chỉ là một tai nạn.